Chiều nay 22 tháng 6 tại Lào Cai, Ban Liên lạc Lữ đoàn 297, Trung đoàn 256, Trung đoàn 287 tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm hành quân lên biên giới làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và gặp mặt các thế hệ cựu chiến binh nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Lữ đoàn 297, 27 tháng 6 năm 1972, 27 tháng 6 năm 2024. Tại buổi lễ, gần 500 cựu chiến binh nguyên là cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 297, Trung đoàn 256, Trung đoàn 287 cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng vẻ vang của đơn vị. Cách đây 45 năm, trên mảnh đất Hoàng Liên Sơn hùng vĩ là chiến trường của các cựu chiến binh Lữ đoàn 297. Với nhiệm vụ bảo vệ vùng đất mỏ Apatit và thị xã Lào Cai, cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn đã để trong lòng nhân dân và công nhân vùng mỏ Apatit ấn tượng sâu sắc về tình đoàn kết quân dân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn 297, Trung đoàn 256, Trung đoàn 287 cũng đã bảo vệ xuất sắc nhiều cứ điểm quan trọng tại các tỉnh biên giới phía Bắc như Điện Biên Phủ, Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo quân khu 2 đã biểu dương ghi nhận những đóng góp to lớn của Lữ đoàn 297, Trung đoàn 256, Trung đoàn 287 trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng quê hương, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn trong cuộc sống.